Hello, xin chào cả nhà. Đang coi cái kênh Long's Kitchen của Long. Bữa nay là Long đang chuẩn bị thu hoạch mấy trái cà chua chín nè. Không hái vô á, nó bị nứt á, nhiều lắm. Định để trên cây khi nào ăn á, thì hái, nhưng mà bây giờ thấy nó nứt quá. Phải hái vô thôi, để không thôi á, nó nứt quá, nó uổng. Thôi nè, bây giờ nó chín nhiều lắm luôn á. Đây có một trái dưới đây nó nằm sát gốc luôn á. Giờ là Long phải thu hoạch hết luôn á. Trái nào cũng bự hết trơn á. Cả nhà có nhớ cái trái này không? Hôm bữa Long nói là nó có một cái trái con ở trên á. Cha kêu cắt cái trái con này bỏ đi á, đừng cho cái trái này nó bự á. Nhưng mà cái trái này nó cũng bự nè. Long đâu có cắt bỏ đâu, thấy uổng quá. Nên bây giờ là Long thích là thích cắt cái trái này trước, để coi cắt cái trái này, cái trái này nó còn dính lại không nha. Rồi bây giờ Long hái ha. Khó quá, sợ cắt nó bỏ trái con trên nó uổng nhé. Đúng rồi, được chưa, được chưa, khó nhỉ. Được rồi nè, quay gần nó đẹp quá ha. Cái trái nó cũng vừa tầm tay á, nó cũng không có bự quá, cũng không có nhỏ quá đó, đẹp quá. Trời ơi, nó có ba muối luôn nè, nhìn dễ thương sợ không. Trái cà mà nó có ba muối luôn. Nhìn đi chang trái măng cầu, không phải trái măng cầu, trái măng cục. Đúng rồi, trái măng cục, nhìn đi chang trái măng cục luôn á. Ba muối nè, dễ thương sợ ha. Rồi cái trái tiếp theo là cái trái sau lưng hồi nãy, trái đó, trái hồi nãy đó. Trái này thì nhìn như cái trái gì ta? Trái thận á. Đây là giống mấy trang những cái hộp mà hộp đậu đỏ đó. Mắc cười quá ha. Mấy cái trái này, mấy trái cà này hình thù nó mắc cười dễ thương quá. Này trái này nó chín mà nó nứt quá trời luôn nè. Cái màu đúng đẹp luôn á. Giờ đi hái tiếp. Đây cho em ngồi đây. Rồi giờ thu hoạch hai trái trên đây. Ở nhà có cây kéo cắt cái này nè, mà để đâu quên mất tiêu rồi. Này nó cũng chín nữa nè, nứt nè. Mấy cái này là vẫn ăn được bình thường á, không sao đâu. Mà chín quá đó, nó bị nám á. Dằn nắng quá, mấy trái cà dằn nắng quá nó bị nám. Dễ thương ha. Trái trên đây. Cái này thì nhỏ hơn xíu, nhỏ hơn mấy trái hồi nãy mà cũng được, tại vì Long tưới nước không mà Long không có bón phân, không có gì hết trơn á. Lâu lâu có nước giao gạo thì Long cũng ngồi tưới xuống, rồi nước rửa rau, nước giao gạo, nước rửa rau đó, cho nên có trái bự trái nhỏ. Tiếp theo là hai em này, trái này cũng nhỏ, cắt trái này luôn. Trái này cũng chín quá, nó nứt nè. Ồ, trái này đỏ hơn nè, trái này chín nhiều hơn nè. Bây giờ thì tới mấy cái em này. Đẹp chưa? Trái nào cũng nứt hết trơn á, chín quá trời. Cả nhà nhìn thấy mấy cái bông này không? Mấy cái bông này nè, là nó chuẩn bị nó đậu trái nữa đó. Nó chuẩn bị nó đậu trái nữa đó, y chang như cái bông bên đây nè. Cái bông bên đây cũng vậy nè. Hồi nãy Long cũng mới vừa bẻ mấy trái hồi nãy đó. Mấy cái bông này nè, là chuẩn bị có trái nữa nè.
này là đậu trái rồi đó. Lâu lâu Long cũng lấy tay Long gứt cái này ra nè. Mà có khi dễ gứt ra, có khi khó gứt ra, cho nên Long cũng để luôn á, tại Long ngứa tay á. Cắt mấy cái lá này, lâu lâu á Long hay ra cắt mấy cái lá này bỏ nè. Bỏ mấy cái lá này đâu có làm gì nhiều đâu. Cắt một bớt bớt đi cho nó đỡ tốn nước á. Cắt luôn cái này. Trời ơi quá trời cà chua rồi. Chắc cà chua này vô làm cà chua kẹp phô mai ăn á. Cả nhà ăn cà chua kẹp phô mai chưa? Lon ghiền cái món đó lắm á. Ghiền lắm luôn á. Ra nhìn cây cà chua là thèm cái cà chua kẹp phô mai liền luôn á. Trái nhỏ xíu. Nhỏ hơn cái trái kia. Chút xíu à. Cả nhà thấy cái trái không? Đó. Em đó là nằm cuối mùa thu luôn á. Đây. Cuối mùa thu mà có thêm một trái cái bên nữa đó. Trời ơi cắt xuống cái dây nó khỏe dễ sợ không. Long mới tưới nước á. Cả 2-3 bữa nay không có tưới nước, cho nên nó trái cà nó hơi bị ướt á. Không sao hết. Có con kiến không nè. Trái này nhìn thì chưa chín đều lắm. Bên đây là còn hơi sống sống nè. Bên đây chín rồi nè. Nhìn nó đỏ dễ sợ không. Trời ơi có 2 em kiến luôn. Hello. Đẹp ha. Còn có một em này luôn á. Các em này luôn. Trái chín nhưng mà cái cánh bông hoa nó cũng còn đây nữa nè. Xong rồi đó. Thành quả, thành quả. Đây luôn. Nằm trái nữa. Đây cả nhà nhìn nè. Trời nãy giờ thu hoạch đó có một cây cà chua đó cả nhà. Cả nhà thấy ha. Vui dễ sợ không? Ăn kiểu gì hết đây? Này chắc có đem cho hàng xóm á. Chứ ăn kiểu gì mà hết. Ăn salad cũng được nhưng mà nhiều lắm. Để tủ lạnh nhà ngày nó cũng đâu còn ngon nữa đâu. Ăn tươi gì nè, nó mới ngon đó. Thấy ham quá ha. Trồng chừng thêm mà 2-3 cây nữa chắc đem ra ngồi ngoài chợ trời bán chợ trời luôn á. Cà chua này á ngoài chợ trời bán mắc lắm. Ở trong siêu thị bán cũng mắc nữa. Trồng ở nhà ăn gì nè, tưới nước không cần tưới phân đó, ngon bổ rẻ, tốn tiền nước xíu thôi. Để cầm lên thử cho cả nhà coi nha. Trời ơi, nổi gân luôn rồi nè. Nặng quá, quá trời nặng luôn. Em này là đang trốn nè. Nãy Long đi ngang Long thấy nó chín rồi đó. Long định bẻ đó, không có kéo. Rồi bẻ kéo gãy nhánh đó. Chín quá nó nứt coi nè. Nước quá thì nước luôn. Ngon, thích ăn trái này lắm. Nó ngọt lắm. Nó ngọt hơn trái màu đỏ đó. Nó ít chua hơn trái màu đỏ. Trái màu đỏ chua nhiều hơn. Nhìn dễ thương quá ha. Ủ quá, nứt hết một bên rồi. Mà vẫn còn ăn được nha. Mình bỏ cái phần nứt đó thôi. Bẻ luôn hai trái này nè. Tại vì nó nứt quá trời đó. Con bẻ luôn. Đẹp quá ha. Nhìn như trái sô-cô-la. Trong đây kem trong đó. Một giỏ cà chua. Ăn cái cà chua kẹp phô mai là không thể nào mà thiếu cái lá này được luôn nha. Cái lá này là cái lá basil đó. Bây giờ của người Ý đó, người ta hay ăn cái salad, cái cà chua salad này, ăn với cái lá này nè, nó thơm dữ lắm luôn. Thơm hết hồn luôn á. Con cắt cái này. Con cắt cái này để nên cho nó ra cái mới. Còn ba cái bánh bông này á là con để trong lấy hộp. Nó thơm dữ lắm luôn. Trời ơi, như đây một lá nào nó thơm dữ lắm. Coi nè. Nhiều lắm luôn á. Con thích ăn cái lá này. Thơm dữ dằn luôn á. Bây giờ vô làm cái cà chua kẹp phô mai ăn ha. Dễ thương chưa?
có cái cần nè, Lon cần thử cái cà chua hồi nãy đó, mấy trái cà chua hồi nãy Lon bẻ đó coi được bao nhiêu. Lon cũng muốn biết một cây này vậy đó, Lon bẻ hết mấy cái trái cà chua nãy là bao nhiêu. Bây giờ trừ cái vỏ ra, cái vỏ này là 178g đó. Bây giờ để cái vỏ cà chua lên. Rồi đây, bây giờ cái vỏ cà chua lên nha. Ồ, gần 3kg cà chua cả nhà. Cái vỏ này gần 3kg cà chua. Bây giờ lấy cái này 2,5kg. Ồ đúng rồi, 2,8kg. 2,8kg, 2,7kg. Thôi cũng gần 3kg ha. Wow, 3kg cà chua. Ăn chừng nào mới hết đây. Dễ sợ chưa? Nhìn vui mà mắc cười quá. Vậy chị này chồng khen cho coi nè nha.